Hiện nay, chính phủ Úc đang mở rộng cái cánh cửa chào đón những người đủ điều kiện và mong muốn được nhập cư vào Úc với những cái chính sách nhập cư rất là hấp dẫn. Với chính sách định cư ở Úc, bạn có thể ở lại Úc làm việc và định cư bằng nhiều cái con đường đầu tư, thân nhân bảo lãnh, vân vân. Tuy nhiên, nếu chỉ tính những cái con đường tự đi thì phổ biến nhất là có ba đường là du học, skill migration, định cư tay nghề, diện đi làm được công ty bảo lãnh. Mục tiêu tối quan trọng để được nhập cư là bạn phải có thường trú nhân hay còn được gọi tắt là PR. Sau khi đã có PR thì coi như 99% đã hoàn tất việc di trú vì visa PR. Bạn có đầy đủ mọi cái quyền của một công dân ở Úc như là được hưởng cái Medicare, chính sách về chăm sóc sức khỏe miễn phí của chính phủ Úc, được ưu đãi mua nhà, ưu đãi học hành, bạn chỉ còn thiếu duy nhất là cái quyền bầu cử mà thôi. Sau khi giữ PR 1 năm và đã ở Úc liên tục 4 năm gần nhất, bạn được quyền đăng ký để nhập tịch. Sau khi nhập tịch, bạn chính thức trở thành công dân Úc và có đủ mọi quyền bình đẳng như người công dân khác. Và chúng ta sẽ cùng các bạn đi tìm hiểu về những cái con đường định cư Úc theo cái kiểu tự đi phổ biến nhất, đó là du học, skill migration và diện được công ty bảo lãnh, là ba trong các trường hợp nằm trong chính sách định cư Úc. Đầu tiên là diện du học Úc và xin định cư. Đây thực sự là một sự chuẩn bị cho một trong hai con đường skill migration và diện được công ty bảo lãnh. Cụ thể là bạn được chọn học ngành phù hợp với nhu cầu nhập cư của Úc, chọn những ngành học có cơ hội được định cư cao, những ngành học cho phép được định cư tại Úc và sau đó là theo dạng skill migration hoặc sau khi học xong thì tìm công ty làm việc để đi theo dạng công ty bảo lãnh. Nếu đi du học để chuẩn bị hồ sơ xin visa du học Úc thành công thì bạn cần chuẩn bị đầy đủ các hồ sơ như sau: hộ khẩu, chứng minh nhân dân, suy yếu lý lịch, hình 48, hộ 46, hộ chiếu, tờ khai chi tiết thân nhân, khả năng tài chính, tài khoản ngân hàng, sổ tiết kiệm, phải càng nhiều càng tốt, tối thiểu là 5.000 đô la Mỹ. Các chứng từ về chủ quyền tài sản, các chứng từ về thu nhập lợi tức, giấy xác nhận mức lương quyết định đề cử đi công tác, hợp đồng lao động. Tùy từng hồ sơ mà bạn cung cấp hồ sơ sẽ khác nhau. Nếu bạn chưa biết trường hợp hồ sơ của mình nên chuẩn bị những giấy tờ gì, đừng ngại ngần, hãy liên lạc ngay với các chuyên viên tư vấn của Tân Đại Dương để được hướng dẫn hồ sơ du học Úc đầy đủ với tỷ lệ visa cao nhất. Tiếp theo là diện skill migration, định cư tay nghề. Diện này còn được gọi là skill independent visa subclass 189. Đây là đường phổ biến nhất dành cho các bạn có trình độ và bằng cấp đủ tiêu chuẩn. Hiểu nôm na là nước Úc có chính sách thu hút người tài để xây dựng đất nước cùng họ. Úc có một hệ thống tính điểm nhập cư gọi là POIS test. Trong đó họ đưa ra nhiều tiêu chí để tính điểm như tuổi, tiếng Anh, số năm kinh nghiệm, số năm đã ở Úc, bằng cấp, v.v. Dựa vào hệ thống điểm này, những ai đạt được tổng cộng từ 60 điểm trở lên thì đủ tiêu chuẩn để viết một đơn Expression of Internet EOI để vào một danh sách xét duyệt. Mỗi năm chính phủ sẽ có những chỉ tiêu về số lượng người được phép nhập cư cho từng ngành. Họ sẽ xét trong danh sách này theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp. Việc này gần giống như xét điểm đại học ở Việt Nam. Như vậy, ngành nào có nhiều người nộp đơn và số lượng quota được cấp ít thì điểm sẽ càng cao. Ví dụ năm 2015, ngành kế toán quá nhiều người nộp đơn cộng thêm chính phủ lại giảm quota nhập cư cho ngành này, nên điểm nhập cư đã tăng lên 70. Việc chênh lệch 10 điểm này trong nhiều trường hợp sẽ là một trở ngại rất lớn, vì đôi khi chỉ thiếu 5 điểm thôi đã phải trần ai lắm rồi. Thứ ba là định cư theo diện công ty bảo lãnh. Bạn du học Úc và sau khi tốt nghiệp bạn được nhận vào làm việc tại một công ty Úc, hoặc bạn đang ở Việt Nam và apply vào một công ty nào đó ở Úc rồi trúng tuyển. Lúc này nếu công ty muốn đưa bạn làm việc thì bạn ấy bảo lãnh cho bạn. Nếu đi theo diện này bạn sẽ rất khỏe vì không phải làm gì nhiều. Bạn không phải quan tâm đến thang điểm như diện 189 cũng như không lại thuộc vào danh sách SOL. Quan trọng là công ty tiếp nhận bạn phải hoàn thành các bước sau. Bước thứ nhất là công ty nộp đơn xin bảo lãnh. Bước thứ hai là công ty tiến cử bạn. Bước thứ ba là bạn nộp đơn xin bảo lãnh. Để tìm hiểu thêm về thông tin chi tiết về cái việc định cư ở Úc cũng như các giấy tờ cần thiết thì các bạn có thể liên lạc trực tiếp với chúng tôi theo địa chỉ là 148-1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất hoặc 902 Trần Hưng Đạo, phường 7, quận 5. Chúng tôi sẽ tư vấn và hỗ trợ các bạn hoàn toàn miễn phí. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.